Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án Qubi. Đây là một dự án về lòng trung thành trên blockchain. Bằng cách lưu trữ các giao dịch thưởng này và mua lại trên blockchain, các doanh nghiệp có thể phát hành mã thông báo có giá trị thực để được kết hợp giữa giao dịch. Đây là một mã thông báo trung thành. Bạn hãy đóng góp ngay bây giờ và bảo mật mã QBX của bạn. Hiện nay đã có 31.628 người đăng ký trước và đã huy động được 78.303 số tiền Ether. Để nhận những thông tin mới nhất về dự án, bạn có thể điền email đây để theo dõi hoặc là xem thông tin cập nhật mới nhất trên Telegram, Twitter, Facebook, vân vân. Đây là một vài phần đánh giá của Lazard này. Cho rằng blockchain là một khung lý tưởng để giải quyết các điểm yếu của thị trường lòng trung thành ngày nay. Hoặc Rahul Finner, nguyên mẫu của ban đầu của Qubi, ra mắt vào cuối năm 2016 đã thu hút hơn 900 triệu thương hiệu địa phương, quốc gia và quốc tế như Sunbay, Parkwalking, vân vân. Hoặc các nhận xét của các đối tác khá là nổi bật khác như là CryptoCoin News. Hiện nay về giao thức Loyalty Token, với giao thức Qubi cung cấp một cách đáng tin cậy, an toàn và có thể chứng minh để phát hành mã thông báo khách hàng trung thành, được hỗ trợ bởi một tài sản mã hóa trên các blockchain khác nhau. Đây là về phần sơ đồ của phần thành phần chính của Qubi. Các thành phần giao thức của Loyalty Token, khách hàng trung thành. Đây là phần khách hàng trung thành này. Giá trị thực, khả năng sử dụng tự do. Các ứng dụng khách hàng trung thành được phân cấp, thương hiệu có thể xây dựng đáp cho các thẻ khách hàng dựa trên Qubi, bộ công cụ phát triển phần mềm, ví điện tử và trang tổng quan về tính minh bạch của mã thông báo, và giao thức Loyalty Token của blockchain Block and Play. Về thị trường trung thành, hiện nay thì đang được đánh giá có khoảng 40% thị trường trung thành, tương đương từ 5 đến 10 triệu người, hơn 6-7% sử dụng. Các thương hiệu thì sẽ được thừa hưởng các quyền lợi sau khi sử dụng giao thức Loyalty Token như là kết nối với hệ sinh thái và khởi chạy mã thông báo, tương tác giá trị lâu dài với khách hàng, hủy bỏ trách nhiệm thực sự giải phóng bằng cân đối kế toán, xóa bỏ chi phí với công nghệ blockchain rất hiệu quả và an toàn. Tính năng của đáp trung thành được xây dựng trên Qubi. Đây là màn hình sử dụng, đó là phát hành mã thông báo đáp trên Qubi. Trường hợp thứ hai đó là Latexo đã phát hành 20 triệu đồng tiền trên Qubi. Trường hợp thứ ba đó là sử dụng ví trung thành và trao đổi được xây dựng trên Qubi. Với khách hàng thì về phần tầm nhìn trao đổi thẻ thực sự có thể gia tăng. Đây là một lợi thế rõ ràng đầu tiên nhận xét của cà phê Latexo. Về lộ trình của dự án, từ năm 2015 đến năm 2016, bắt đầu bằng ứng dụng khách hàng thân thiết ngoài chuỗi. Năm 2017 đưa ra quyết định chiến lược xây dựng lòng trung thành trên blockchain dựa trên từ các bài học ứng dụng ngoài chuỗi. Quý 1 năm 2018, đóng vòng hạt giống với khoảng 3,2 triệu đô, đầu tư mở rộng nhóm, phát triển sản phẩm và mua lại thương hiệu. Sang quý 2, thực hiện hai thương hiệu với Royal và tại 7 quốc gia đạt 2 triệu khách hàng. API, bộ phát triển phần mềm giao thức 1.0. Quý 3, mở bán Grow để tài trợ cho hành trình Qubi, đưa thêm 6 nhãn hiệu vào hệ sinh thái Qubi, Block and Play trang tổng quan. Quý 4 thì sẽ tiến hành lòng trung thành trên Hackathon Book Plan, đưa thêm 77 nhãn hiệu vào hệ sinh thái Qubi. Dưới đây đó là nhóm thành viên của dự án Qubi. Ông Gabriel Rampocola phụ trách bán hàng của đối tác. Ngoài ra các thành viên khác đã có phần nhận xét về khá là thú vị về với phần mềm Qubi này. Dưới đây là các cố vấn của dự án. Ông Alexander Brown, cố vấn lawyer. Ông là người sử dụng blockchain sớm và nhà đầu tư người khai thác mật mã. Ông làm chuyên gia tiếp thị và bán hàng trực tiếp Qubi, chủ doanh nghiệp độc lập. Ngoài ra còn rất nhiều các thành viên khác của dự án. Các cộng tác viên của dự án như Loyalty, TLDR Capital, Finrenom và các thành viên khác. Dưới đây là những thông tin mới nhất về dự án Qubi, các bài đăng gần đây trên blog này, hoặc thông tin báo chí nói về Qubi các bạn có thể xem trực tiếp, hoặc có thể gặp gỡ Qubi ở các hội nghị thượng đỉnh như New York này, Amsterdam, Singapore, vân vân.
Cảm ơn các bạn lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.